Hello, xin chào hết tất cả mọi người. Chào mừng hết tất cả mọi người đã đến với kênh nha mọi người ơi. Để dạo này mình mấy công việc lu su bu quá, mình không có thời gian nhiều để mình làm video chung với anh Hân á. Nhưng mà mình có xem theo dõi kênh rất là nhiều. Và mấy bữa nay anh Hân anh dạng như là hổn mất dạng. Cho cậu bé hoài, giờ cậu bé cũng hơn rồi, ông không có quay video nữa. Thì mình thấy vậy thì mình mấy bữa nay mình cũng gọi liên lạc với cậu bé. Thì ông hờ ông trách đồ, ông giận cá mà ông chém thớt nghe mọi người. Thì ông giận anh Hân, nhưng mà tự nhiên ông lay sang mình. Giờ mình cũng thuyết phục ông ghê lắm, nên giờ ông cũng chuẩn bị lên đây. Và mình cũng gọi anh Hân xuống rầu để hai cậu cháu sắp lại dứt bữa tí máu luôn để rầu đường ai nấy đi. Chảy đâu nha mọi người. Thì để trong thời gian chờ đợi á, thì mình sẽ động não một xíu để kiếm cái gì đó cho hai ông quýnh lộn luôn. Chứ giờ mình cho qua trở lại mệt quá rồi. Thôi các bạn theo mình để biết tiếp theo mình sẽ làm gì nha mọi người. Let's go. Mình còn có chuẩn bị là một con đại kê. Chạy. Con đại kê và nước non, bánh trái đồ đầy đủ để đợi hai ông nậu đó lên. Chắc hai ông nậu lên chắc... Ê. Kìa. Nhắc cái trù linh, trưa nắng trường bóng mà nhắc cái linh trù hoàng ngu. Thì anh cứ xuống đây em giải quyết công việc đây với anh với cậu bé xíu. Không bẫy gà đâu. Đây. Nguyên con gà chưa có bẫy gà. Sao mày? Ủa trời, xuống đây trưa nắng thì xuống đây em gọi xuống đây là đâu phải không xuống đâu anh. Không bẫy gà đâu. Mấy gà chưa tới. Đợi ông xíu. Anh lo xin lỗi ông rồi vô. Đáng lý đi làm xin lỗi chứ bình thường tao xin lỗi nha. Hồi lâu rồi trước khi vô nói đầu còn ráng chịu mấy cái mới gì không, mà anh trời vậy trời ngược quá mà. Ai biểu anh lấy cái quần rồi, anh lấy quần áo ông đi gì. Cái nghĩ hôm bà già vợ tao gọi điện rồi chứ đi. Gặp em chứ là nhẹ anh. Gặp em từ luôn rồi vô. Gặp chừng nào ông vô. Em có biết đâu, chừng nào cũng vô, cũng vô chứ. Chắc đợi gà chín rồi em sao vậy, giờ vô vẻ đụng làm gì giờ? Làm thật ấy. Thì làm thật, em có con gà đại kê phun xô. Đấy. Con gà chiến của em đấy. Mày coi đây là con bị gà nè. Coi đại kê của em hám vậy, nó xem thường anh này. Đầu phòng nói lạ mày, thằng vườn người lâu lâu gặp mày nói gì, chuyện gì trên trời giống như cái là. con gà hám miệng giống như nó cười vô mặt anh đó nằng. giờ với con gà đây anh định làm gì anh Hân? Đầu phòng mày kêu tao xuống rồi mày hỏi tao làm gì, tao biết làm gì mày. Thì mình góp ý ngừng ý coi thử con gà thì nó nên làm gì. Ê gà, mày làm gì ăn ngon gà? Giờ cấu quần cậu áo ra. Cũng như cậu gà. Giờ cấu quần cậu áo đem gì giấu ơi. Mày gọi em chưa? Em gọi đâu? Ông cái hồn qua ông nói tao là ông không lên hả? Em năng nỉ lắm đó luôn á. Thật sự là em lấy cái sự uy tín của thanh gà ra mời bấy gà lên đó anh. Đâu đầu ư? Cái ông nữa ngoài hơn nữa tao. Chờ con cháu gì trời lạ vậy mà. Tao giờ mình sẽ sai khiến anh Hân làm việc xíu nghe mọi người, chứ để xuống ăn không cũng được. Dạ không em nhờ anh Hân xuống đi chặt coi kiếm cuối luôn. Mà anh nói mày nè, sau này mà đừng có nói mọn giống như cậu bị gà tao. Nghĩ sao? Cậu bị gà tao là mày biết tính không rồi. Nghĩ sao anh? Em phóng khoáng em bắt cái con tại kê của em xuống này, gà đây gà chiến. Của bà già mày xuống rồi. Thì em lâu trộm bán con xuống em mời anh em làm một cái ẩm thực để giải hòa đây mà. Không làm đi, ông vô anh vừa chứ vô đợi nữa. Dạ thì giờ em tích máy quay một xíu để anh em mình lên thớt con gà đây và kiếm cuối làm nha mọi người. Đây giờ phân công việc anh làm cho. Dạ, anh đi kiếm cuối đi anh. Thật cho giờ mà em làm món ăn thật đây mà hai cậu cháu không nói lại tình xưa thì thôi chứ gió luôn á. Rồi, các bạn đố các bạn là thành gà đang làm món gì ạ? Mình cũng đang thắc mắc là làm gì đây mà hỏi nó mà nó một hai nó không nói, nó kêu anh Hân cứ theo em rồi mọi chuyện sẽ mờ lem đi. Rồi ok xong mà tao có kiếm miếng nào rồi. Ủa cho phải rõ ràng cho mối lý do bà phải thấy không còn mạnh lắm nhưng mà chỗ đâu ngày mấy nhớ nhiều bạn còn Âu Dường Thanh nó sẽ làm công tác đó, còn mình thì đi lấy cuối nha các bạn. Trong cái giường keo đây á là không có cái gì ngoài cuối hết.
suối là quá trời quá đất luôn các bạn thấy không, chu tia nó nhiều, ở đây mà trơn màu nữa là nó cháy thôi chứ. Ý xì ý rồi thì giờ mình sẽ xúc một ít bông, mà cái dưới nước thì nó nhão quá mình xúc không được, thôi mình xúc ở trên khô đó rồi mình múc nước lên mình táo lại cho nó nhão 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 ấy mọi người. Nói chung cái bùng đây là khá là ok, khá là đẹp luôn á. Hả? Xúc mình bỏ tạm đây. Ủa, chắc dễ hành bẫy gạo quá chứ. Này thì trời rất là nắng các bạn. Anh ha, em khổ cực em lao lực như thế này để nói lại tình xưa cho hai cậu cháu anh. Đúng ha. Rồi. Hai cậu cháu anh biết ơn em vô cùng, vô bờ bến luôn thanh. Em được, em có dính dáng gì đó cái câu chuyện đó hết mà tự nhiên giờ phải tự hành xác tự khố ra. Nể lắm em mới làm vậy nghe. Đậu phộng nó nãy giờ làm mà chưa gì mà cứ nó chứ mình, xong rồi nó nói rồi nó làm lung tung. Đâu, vô đây chắc đủ nha mọi người. Đây. Đây. Nào mình múc miếng nước lên mình táo lại nha. Cái này phải dùng tay à. Anh coi cái bàn tay tạo hóa của em giúp biết bao nhiêu con gái. Á à, lộn giúp biết bao nhiêu con gà rồi không? Vợ mày nghe được cái câu đó rồi hả gà. Cái lỡ mồm nó cái gì đừng có đới anh. Ờ à, đúng rồi. Anh sẽ cắt anh đỡ lên trên đoạn đầu video á. Gì vậy anh? Ngôi bàn tay năm ngoan. Cái con nhỏ em mà nó nghe là nó tôi em chết luôn rồi. Nhưng mà Thanh thì được cái là nấu ăn dối mọi người, nó đều biết xui số 2 thì không ai số 1. Sao không dám anh ư? Ôi anh em cộng đồng mạng chửi em chết luôn ạ. Wow. Giờ Thanh hồi nay có muốn ẩm thực này. Thằng nói với con gà đó mà chịu tiền cho tao mới chịu nghe. Tao nói trước là biết á, tao không có tiền. Anh chủ kênh vậy anh lạ, anh vợ đến bữa cho tiền đâu mày. Con gà của bà dài đi, mấy trộm ra đây anh cũng phải gì. Cái đậu xanh vậy bữa sao tao vô bà quất tao sao mày. Em nói nó mất. Anh mới cho lại gì em chứ. Thôi bán lý là 100 được không? Gì đâu có 100.000 chứ lý chủ kênh có. Gà mình đã đưa nó tiếng nó băng hà rồi. Và mình cũng nhúng nước cho nó ướt con gà để chút nữa nó lột lông cho nó dễ mọi người. Thì đây là bùng. Là mình đang massage nó anh ha. Hả? Nó hiểu không? Mình thấy bàn tay đây là anh biết giết bao nhiêu con rồi nó. Con gà nha, vô mấy con gì đâu suy nghĩ bậy nha. Tao nói mày sao video đây con vợ mày nó quấn mày thí mẹ mày luôn á thành gà. Nói chung. Ui xôp ăn mày vô. À, dạ chào cậu bé. Hả? Mày im chèn đó, tao nói chuyện với Thanh, tao không thèm nói chuyện với mày nữa. Dạ. Nhìn mệt mày, thấy tôi gai quá. Wow. Làm gì vậy Thanh? Dạ. Ê, đù mấy có gà luôn ấy. Dạ thì làm gà mời cậu lên thưởng thức một cái hương vị mới. Ấy là gà này của mày hay của thằng Mão? Dạ con bách trộn bà già của mày. Mày của mày rồi, thấy tao cũng ưa rồi. Chứ anh cậu nghĩ thử anh hồ làm mày có số tiền lớn mà mua thứ đó này tao mày làm chung chè nó rồi. Dạ. Đừng làm cho nó nữa. Đắp vô cậu. Đồ lao bị đau xong tao có cùng chứ. Thằng chết luôn. Tao yếu quần rồi. Đắp nhiều cậu. Thằng nó dính mày. Dạ dính hết á. Không dính thì nó hở gì. Anh Đại. Anh Đại. Thấy tụi gài dữ vậy. Đâu chưa. Cậu đi xuống hai lá bồ quăng nó vô nhanh đi cậu. Sao không đem làm lá bạc. Làm quăng lá mồm cho nó ai nhanh đi nhanh lên. Nhanh cái giỏ lên hay cái chân xíu ăn uống mà phải hay nhanh lên. Tiền bạc là nhanh lên xíu. Ăn gà. Chữ làm sao? Không, cái tật ông em ăn mình xài là đi là. Hai lé ra được không? Hàm ăn lớn to. Sao cậu suy nghĩ sao cậu hai này được cậu? Hai cái chưa chi được cái nắm vú của cậu mà chi cái con gà. Ê, lấy bự ấy. Cái là lá bự lên bự. Lấy nhỏ nhỏ rồi chứ lấy nhiều vô. Lấy hai cái lá nhỏ. Là cậu chia về trước với sau cậu hả cậu? Im miệng nha, coi chừng tao á. Mà nhiều vô cậu, nhanh đi. Nhanh lên. Anh uống là phải nhanh lên chứ để nó nguội. À, đây là anh bảy gà nhà mình nha các bạn. Tao không ưa mày nha. Mày đưa chỗ khác đi, tao đang làm món gà đó. Đấy, hợp lý không? Đấy, bày vô. Quăng nó lại, lật lại. Hê, thiếu lá luôn á. Mẹ mẹ nè. Hả? Chín luôn vậy Thanh? Chín cho anh, dẫn anh. Bao ngon anh, mà quan trọng là thời gian anh. Anh cậu bảy làm con chút xíu không giờ. Làm đây chiều ăn cũng được. Quay chiều ăn cũng được. Chiều cậu có bán cậu. Tao người bán. Có ăn được à? Cậu đi bán kiếm đồng nuôi vợ. Có ăn. Bán mai bán cũng được. Sao nhiều chuyện dữ vậy? Dạ, tao công chuyện của tao xin cho cậu.
Thằng gà to dưới. Nghe anh cái gọi lên liền nhảy bê gà. Người ta nó gọi chứ giờ mày gọi tao chưa chắc người ta để nè. Đây là cái lăng mộ mình đã làm cho con phong xô của mình nha mọi người. Anh được không giải đầu bếp. Tao nghi quá. Hay là cậu nghĩ anh cái đây không được đâu cậu gì vậy? Mày đi gì ơi? Mày khỏi quay nữa, gọi tao với thằng Thanh làm. Ba cùi lên này. Sao cậu với anh Hằng sao giống như chó với mèo ta? Chó mèo tao cũng người nó mờ mèo. Con làm gì đâu, cổng ngựa. Mà cậu với anh Hằng lại gì với nhau vậy? Tao nó bạn bè chưa thôi. Bạn bè ấy. Đâu sao giống đâu. Mày làm đi chứ nói nhiều quá. Tao hú người nó rồi mày. Con thấy cậu với anh Hằng giống như Louis ở trong rừng sâu á. Sao lót ở dưới lót nữa mày. Chà chín cho. Hey, thông minh. Xá cậu này 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 cậu xá cậu. Cái gì liên quan tới ăn là tao sáng à. Khỏi kia mày. Hay quá cậu ư. Ừ. Không biết là cái món đây có ăn được không nha mọi người. Đâu ăn được mày bị khùng ấy. Bây giờ tụi thanh đều biết thanh đây giờ bây giờ tụi thanh tôi rung quá. Còn gặp cậu bé đây nữa nghe ăn cái vô mày liền. Mày đi ơi. Phúc nhiều của cậu, nhiệt tình nhô. Giấu sao tụi ra dưới mày. Mày gì mẹ này. Để tao với Thanh làm. Hãy đi. Đố nữa này. Dài khoảng thời gian bao lâu? Tầm tiếng hồ cậu.